Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên ban tầng 57.5. Và thưa quý vị, cựu tổng thống Donald Trump, quý vị biết là ông có sân golf ở khắp nơi, chẳng những ở trên nước Mỹ mà cả ở nước ngoài nữa, ví dụ như Scotland. Năm 2012, ông có một cái sân golf, một cái khách sạn và sân golf ở Scotland. Và bây giờ sắp tới đây vào mùa hè năm 2025, ông sẽ chính thức khai trương một cái khách sạn mới, một cái sân golf mới ngay tại cái khu nghỉ dưỡng khu resort đó là Aberdenser ở miền phía tây của Scotland. Và cái sân golf 18 lỗ này đó là do chính cựu tổng thống Trump cùng con trai của mình là Eric Trump đã động thổ vào năm ngoái và xây dựng trong suốt cái thời gian vừa qua và mùa hè của năm 2025 sẽ chính thức khai trương. Cái dự án này á, sẽ được đưa vào hoạt động và ông Trump nói đây là một cái dự án phải nói là sang trọng bậc nhất và thậm chí là nhưng mà lại rất là thân thiện với môi trường vì sao phải nói cái ý thân thiện với môi trường là bởi vì những cái tổ chức đấu tranh vì môi trường đó thưa quý vị họ lo ngại trong suốt cái thời gian vừa qua từ khi dự án bắt đầu được phê chuẩn được đưa vô hoạt động họ nói là mấy cái đụn cát đó ở cái khu vực này đó là có cái dấu hiệu bị sạt lỡ và nếu như mà xây dựng cái khách sạn này đây thì sẽ làm cho cái tình trạng môi trường nó ngày càng bị ảnh hưởng một cách rất là nghiêm trọng nhưng mà phản đối thì phản đối đấu tranh đấu tranh cuối cùng cái dự án này vẫn được thông qua và đưa vô xây dựng thì mùa hè năm sau có thể là người ta sẽ được nhìn thấy cựu tổng thống Donald Trump đang vi vu thậm chí là chơi golf ở cái khách sạn mới này đây. Nhưng mà nhiều người nói rằng ở trên mạng xã hội ngay khi cái thông tin này được đưa ra thưa quý vị thì lỡ như ông Trump mà đắc cử tổng thống năm sau vào năm 2025 thì ông sẽ rất là bận việc nước đó chắc là ông không có thời gian đi đến cái khách sạn mới để mà chơi golf ở bên khách sạn mới đâu. Nhưng mà nhiều ý kiến trên mạng X này nói là biết đâu được có thể năm sau ông thắng cử thì ông có cái thời gian rảnh rỗi và ông sẽ coi như là đóng đô ngay tại khách sạn mới ở Scotland luôn. Một cái khách sạn brand new vừa mới đang được xây dựng thưa quý vị. Đó là câu chuyện về cựu Tổng thống Trump với những cái việc mà chơi golf của ông vốn nổi tiếng đã song hành cùng với cái thời gian mà ông điều hành nước Mỹ trong cái nhiệm kỳ đầu tiên và cho đến tận bây giờ trong cái đi cuộc đi vận động cử tri ở Wisconsin vào hôm ngày chủ nhật vừa qua ông Trump có đưa ra một cái lời yêu cầu ông nói là bây giờ có lẽ nha là nước Mỹ cần phải có một cái mandate có nghĩa là cái việc bắt buộc á ông nói cái năm 2019 cái chính phủ tào lao sau đó sau khi ông rời ông ông rời khỏi uh, tòa bạch ốc thì cái chính phủ tào lao joe biden cái đại dịch covid 19 đưa ra cái yêu cầu cái mandate cái bắt buộc người dân là phải ở nhà phải bị lockdown, rồi trường học đóng cửa rồi bắt những cái nhân viên uh, liên bang là phải đeo mask rồi phải bắt uh, chích ngừa vaccine ông trump nói tôi ghét dùng cái từ mandate lắm cái từ bắt buộc đối với người dân lắm nhưng mà có lẽ cái cuộc bầu cử năm nay nó vô cùng quan trọng và nếu nói không quá nó quan trọng nhất trong lịch sử của nước mỹ cho nên tôi nghĩ phải có cái yêu cầu cái bắt buộc là như thế này là cử tri phải đi bầu Cử tri phải đi bầu và phải đi bầu cho Trump để làm gì? Để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông nói trong cái cuộc vận động cử tri ở Wisconsin mới ngày chủ nhật hôm qua. Nhưng mà có một cái 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 lời kêu gọi này của ông Trump mà làm cho người ta thon thót lo sợ. Người ta lo sợ, người ta cho rằng đây không biết có phải là một cái lời đe dọa hay không, bởi vì khi đứng trên sân khấu, ông hỏi rằng có ai ở dưới sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris không vậy? Giơ tay lên coi nhưng mà ông nói sau đó ngay lập tức là nhưng mà tôi khuyên là đừng giơ tay lên bởi vì tôi không có muốn là cái người đó sẽ gặp nguy hiểm đâu sẽ bị thương sẽ gặp nguy hiểm bởi vì bầu cho kamala harris ngay và đừng quý vị nếu quý vị quyết định trong đầu quý vị nghĩ rằng là quý vị sẽ bỏ phiếu cho bà harris đó, đừng có đưa tay lên nghe thì nhiều người theo dõi cái cuộc vận động của ông trump ngay ở wisconsin vào hôm chủ nhật và sau đó họ chia sẻ lên mạng xã hội họ nói là đây có phải là lời hâm dọa của ứng cử viên Donald Trump đối với những cử tri mà quyết định bỏ phiếu cho bà Kamala Harris hay không. Một nhân vật là một uh, kỹ sư phần mềm đã về hưu thưa quý vị tên là Retire Rommel. Viết lên trên mạng X David Rommel. Viết lên trên mạng X như thế này nè. Tôi là cộng hòa nè mà tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris và tôi chấp nhận đón lấy cái 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 lời hăm dọa đó của ông Trump đó bởi vì đối với tôi theo lời nhân vật này viết lên trên mạng X là tôi không có sợ cái chuyện là hăm dọa nếu mà bỏ phiếu cho bà Harris mà tôi chỉ nghĩ rằng đến khi nào cái cuộc bầu cử này nó kết thúc và bà Harris thắng cử và ông Trump không còn xuất hiện trong cái làng chính trị nữa thì lúc đó tôi mới có thể thở vào nhẹ nhõm và mới có thể có được một cái làn gió nó, nó nó trong lành đó là ý kiến của một trong những cái nhân vật mà không có ủng hộ cựu tổng thống Trump. Nhưng mà xin thưa quý vị, cái cuộc bầu cử của năm nay càng mỗi một ngày càng đến gần đến cái cái, ngày người ta bỏ phiếu đó thì người ta càng nhìn thấy chẳng những là cái đầu não của chiến dịch tranh ban bệ tranh cử của hai phía mà kể cả những chính trị gia. Ví dụ như là ông Adam Schiff là dân biểu của bên phía đảng Dân Chủ ở trong quốc hội liên bang ngày hôm nay ông cũng nói là cái cuộc bầu cử năm nay nó rất là khốc liệt. Bà Hillary Clinton cũng nói là nó rất là khốc liệt. Bởi vì đến tận bây giờ, không một người nào dám có thể nghĩ rằng là bà Harris sẽ chắc thắng hay là ông Trump sẽ chắc ăn. Mà hai bên đang cạnh tranh nhau một cách sát nút thưa quý vị, đặc biệt là ở những cái tiểu bang chiến trường. Cựu Tổng thống Donald Trump, trong suốt cái thời gian vừa qua, ông gửi ra chẳng những ông đi vận động, ông đưa ra những cái lời đe dọa là nếu mà bầu cho Harris là đất nước này bị hủy hoại, rằng đừng có dơ tay lên đòi cho người ta biết rằng là sẽ bầu cho harris thì sẽ bị thương như chúng tôi đang thương mà trong những cái email ông gửi cho những người ủng hộ của ông người ta quan sát và tập hợp lại thấy là những cái ngôn ngữ trong những cái email để mà gây quỹ đó đó nó có rất nhiều những cái ngôn ngữ mà nó rất là nặng nề thưa quý vị khi mà nhắc về nhắc về những cái cử tri bên phía đảng dân chủ nhắc về những cái di dân dù là di dân bất hợp pháp hay là di dân hợp pháp và là cả những cử tri mỹ không phải là nguồn gốc da trắng và kể cả cộng đồng LGBT plus ví dụ trong những cái email mà người ta nhận được cho thấy nói rằng quý vị quý vị mở lên quý vị đừng có cho ai đọc nha và quý vị chỉ có đọc bằng mắt thôi chứ đừng có chia sẻ hay là đọc lên bằng miệng bởi vì những cái email này á mà bên phía cánh tả mà nó sử dụng á là nó sẽ tìm cách hãm hại quý vị đó Tức là những cái ngôn ngữ chiêu dụ như thế này mà nó rất là người ta nói là nó gây ra nó gây ra cái sự thù ghét giữa hai phía cánh tả và cánh hữu thưa quý vị. Và ông vẫn tiếp tục dùng những cái ngôn ngữ như thế này để kêu gọi cử tri đóng góp tiền cho chiến dịch tranh cử của ông khi cứ cho rằng là những cái di dân bất hợp pháp đang đầu độc, đang đầu độc và sẽ tắm máu tắm nước Mỹ trong một cái bể máu hay thậm chí có những cái email khác nói về cộng đồng LGBT+, cộng đồng chuyển giới, cộng đồng giới tính thứ ba đó. Họ nói là quý vị, quý vị là nam hay là quý vị là nữ hay là quý vị là những người non sen, những người rất là insane thưa quý vị, những người điên khùng. Có nghĩa là ông định nghĩa những cái nhóm thuộc cộng đồng LGBT+, là những người insane. Ông hỏi cử tri trong một email quý vị là nam, quý vị là nữ hay quý vị là những cái kẻ điên khùng. Đó là những cái email gây quỹ trong suốt cái thời gian vừa qua mà người ta nói là nó rất là đồng nhất với những cái thông điệp, với những cái khẩu khí của cựu tổng thống Donald Trump khi bước lên sân khấu để kêu gọi cử tri. Và vào hôm thứ Bảy vừa qua, cựu tổng thống Trump đã trở lại Pennsylvania ở thành phố Butler, nơi mà ông đã bị ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7. Và chính cái sự kiện này nó đã thổi phần 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 cái khí thế vào MAGA và đến giờ phút này, thưa quý vị, ông Trump cùng những đồng minh của ông vẫn cho rằng là ông bị ám sát hụt, mặc dù là nghi can đã bị khởi tố và người ta đã xác minh rằng nghi can năm 2016 đã từng bỏ phiếu cho cựu tổng thống Trump và nghi can cũng muốn để lại những cái thông điệp cũng muốn là lấy mạng kể cả lãnh đạo của bên phía đảng dân chủ. nhưng mà ngày hôm thứ bảy, ông JD Vance là liên danh đứng phó với lại ông Trump và chính bản thân cựu tổng thống khi trở lại ngay tại cái địa điểm mà ông bị ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7, ông muốn nhắc lại, ông muốn truyền lại cái tinh thần đó cho những cử tri MAGA của mình. Khi mà ông nói rằng trong 8 năm qua, những cái đối thủ chính trị của tôi ở bên phía đối lập, những kẻ muốn ngăn chúng ta đạt được cái tương lai, đã vu khống tôi, luận tội tôi, truy tố tôi, cố gắng loại tôi ra khỏi cái lá phiếu và có lẽ còn muốn giết tôi nữa. Ai biết được, tôi sẽ không ngừng chiến đấu vì các bạn và ông lặp lại rất nhiều lần chúng tôi nghe được trong những cái buổi rally vào từ hôm cuối tuần thứ bảy ở Pennsylvania chủ nhật ở Wisconsin cựu tổng thống Trump nhiều lần nói là đó tôi có rất nhiều cái cuộc sống của tôi tốt lắm cơ mà tỷ phú mà tôi có cuộc sống tốt đẹp lắm tôi đâu có cực khổ như thế này đâu mà tại sao tôi phải cực khổ như thế này? Bởi vì tôi chiến đấu cho các bạn đó. Đó là những cái ngôn ngữ kêu gọi, những cái ngôn ngữ kêu gọi chiêu dụ những cử tri để đi bỏ phiếu cho ông. Nhiều người đã viết lên trên mạng xã hội nói ông Trump, thực ra nếu như ông chọn cái cuộc sống mà an phận đi đánh golf chẳng hạn ở sân golf ở Scotland, mà ông chuẩn bị khai trương năm sau đó, thì chắc là có lẽ người dân Mỹ người ta cũng được thở vào nhẹ nhõm giống ông vậy đó. Nhưng mà vào hôm khi mà đi rally ngay tại Pennsylvania, xuất hiện bên cạnh cựu tổng thống Donald Trump có một nhân vật rất là đặc biệt thưa quý vị. Ông đặc biệt không phải là vì cái tài sản của ông, ông là người giàu nhất thế giới hiện nay. Đó là ông tỷ phú Elon Musk mà kể cả những cái khẩu khí, cái thần thái và những cái lời kêu gọi của Elon Musk một lần nữa quý vị nhớ rằng khi tỷ phú Musk mua lại cái mạng X, ông đã nói rằng là sẽ thực hiện cái quyền tự do ngôn luận và ông là không có chính trị chính em chi hết. Nhưng mà càng ngày người ta càng thấy rõ là cái xu hướng chính trị, chính trị tới mức độ cực đoan của ông Elon Musk, chúng ta có quyền lựa chọn để ủng hộ cho bất kỳ một cái ứng cử viên chính trị nào đó là đó là cái sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà Elon Musk đã sử dụng cái mạng X là một cái mạng xã hội rất là lớn và tuyên truyền rất nhiều những cái hình ảnh do trí tuệ nhân tạo để mà đè để mà dìm hàng đối với bà Kamala Harris xuất hiện trong cái cuộc vận động tranh cử những cái hình ảnh có một cái tấm hình mà Elon Musk quý vị mà người ta truyền đây nhảy cẩn lên vì sung sướng và quý vị nhìn cái ánh mắt của ông Trump cũng đang nghĩ là trời ơi tôi là nổi tiếng là đã cá tính lạ rồi mà cái tay này nó còn lạ lùng hơn tôi nữa. Nếu mà quý vị zoom vào cái cái ánh nhìn của cựu tổng thống Trump mà người ta nhắc rất nhiều trong cái buổi ra lì này, Elon Musk thì có vẻ rất là sung sướng. Ông ấy nói rằng đây là cái cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Ông Trump phải giành chiến thắng đó. Lúc này là ông Trump đang nói nè, ông Trump nói làm cái quái gì vậy Musk, bớt bớt đi, bớt bớt lại đi. Elon Musk nói rằng đây là cái cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Tổng thống Trump phải giành chiến thắng để bảo vệ hiến pháp. Ông ấy phải giành chiến thắng để bảo vệ nền dân chủ của nước Mỹ. Ôi chàng ơi, cựu Tổng thống Trump chắc là bác Elon Musk không nhớ là ông Trump, quý vị nhớ không, đòi là ngưng hiến pháp. Ông ấy đòi ngưng hiến pháp khi mà cái cuộc bầu cử năm 2020, những cái tiểu bang chiến trường quan trọng cứ liên tục là ghi nhận kết quả bầu cử thuộc về đối thủ của ông là ông Joe Biden ở thời điểm đó và ông rất là sốt ruột thậm chí là ông nhiều lần là đòi ngưng hiến pháp bởi vì cái cuộc bầu cử đó nó là gian lận nó không đưa ông trở lại tòa bạch ốc rồi cũng trong cái cuộc bầu cử đó cựu tổng thống Trump đã từng áp lực đối với người phó của ông là ông cựu phó tổng thống Mike Pence thậm chí là khi cái dòng người ủng hộ ông Trump mà tiến về quốc hội đòi treo cổ Mike Pence và giới chức người ta chạy rầm rập rầm rập vào phòng người ta nói là tổng thống ơi bây giờ người ta cứ đòi treo cổ ông Mike Pence đó ông phó đó. Ông Trump đã quay lại và chỉ trả lời một cái câu ráo hoảnh, rồi sao? Và cái chuyện mà ông Mike Pence làm nó đã được quy định trong hiến pháp là một phó tổng thống phải ghi nhận cái kết quả bầu cử thuộc về cái người chiến thắng bất luận người đó là ai thì cái điều đó được quy định trong hiến pháp. Cho nên khi bác Musk, Elon Musk, tỷ phú Elon Musk nói rằng là ông Trump chỉ có ông Trump là bảo vệ cái nền hiến pháp. Dân tình trên mạng xã hội cũng chính trên mạng X người ta bình luận người ta nói chắc bác Musk quên đó. Rồi nữa Elon Musk nói như thế này, cái bài kiểm tra thực sự về tính cách của một người là cách họ cư xử khi bị bắn. Có nghĩa là như vậy nè, mình hiểu như vậy nè thưa quý vị, nếu như mà bị bắn mà ôm ngực rồi té xuống rồi quăng ngoại thì cái cái đó không phải là tính cách của một người của một vị tổng tư lệnh chắc là Elon Musk ý như vậy còn cái kiểu như ông Trump phải dơ nắm đấm lên và máu túa ở tay nhưng mà vẫn thề là sẽ bảo vệ cho nước Mỹ thì đó mới là tính cách của một tổng thống tương lai đó cái tấm hình này đây nè thưa quý vị. Thì đây là những cái ngôn ngữ, những cái khẩu khí mà Elon Musk đã ca ngợi cựu Tổng thống Trump trong cái cuộc vận động cử tri ở Pennsylvania và Musk nói cuộc bầu cử năm nay quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ là như vậy. Và quý vị nhìn thấy cái bộ trang phục của tỷ phú Musk khi mà đi đến Pennsylvania vào hôm thứ Bảy, ông vận nguyên một cái bộ trang phục màu đen và ông nói là mọi người thấy không? Tôi là đáp Maga tôi là đáp maga bởi vì cái bộ trang phục đó nhưng mà những người mà nghe ông nói thì không thể nào không đồng ý với ông hơn nữa bởi vì trong suốt cái thời gian vừa qua như chúng tôi có thừa elon musk đã sử dụng mạng x và dùng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những cái hình ảnh giả những cái video giả để mà chăm chích đối với đối thủ chính trị của cựu tổng thống trump là bà phó tổng thống kamala harris mọi người chắc chắn không thể không đồng ý với ông elon musk Ông chính là Dark Maga. Và quý vị biết kể từ khi Elon Musk mua cái mạng X cho đến bây giờ, doanh thu của mạng xã hội này đã bị rớt 80%. Đó là cái con số mà chúng tôi đã gửi đến quý vị vào tuần trước. Và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.